Anh mà anh hỏi như này nhé. Thế bây giờ về gặp Mao Đệ, nếu mà anh Mao Đệ anh ngỏ ý là muốn em ở lại thì em có ở không? Dạ không. Để em suy nghĩ trước. Mình có cái giá của mình được không? Dạ. Không đơn giản là tự dưng là đồng ý luôn đâu. À, rất uy tín. Nếu mà trong trường hợp mà ví dụ như là Huyền R mà nó chưa vào mắt ấy thì Út thấy sao? À, Út có người yêu rồi mà. Có đồ nghề chưa? Yeah. Một. Yeah. Một, hai, ba, vô. Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Soi TV. Hôm nay thì mình đang trên đường đưa biệt đội là Tí Hon về để giao lưu với cả Mao Đệ các bạn ạ. Anh em Tam Mao, Mao Đệ. Mọi người có nóng lòng ngập team Tam Mao TV không? Dạ, có ạ. Thế ai là người ở đây mà là thích giao lưu với anh Mao Đệ nhất nhỉ? Dạ, phải đây. Đấy, nếu mà có anh nào mà muốn tác thành cho Huyền R với cả Mao Đệ thì hãy vào kênh của Tam Mao TV để comment nhá. Còn bây giờ thì trên đường đi xuống gặp Mao Đệ thì anh em mình có ghé một quán cơm để tranh thủ ăn một chút cho các bạn này đỡ đói. Và hiện tại mình đang đi qua khu vực này là khu vực của huyện là có cái bưởi ấy nhỉ, quên huyện này. Đoan Hùng đấy. Thật sự các bạn ạ, từ lúc mà Covid xong cái đầu óc của mình ấy nó kiểu gì ấy hay quên lắm. Như là anh nợ ai ấy là anh thì rất là nhớ, còn mà ai nợ anh ấy thì anh rất nhớ, còn anh nợ người ta thì hay quên đấy, thế là khổ thế. Anh suốt ngày thích ăn đến bưởi. Nhưng mà nói đến Đoan Hùng là các bạn ạ, có bưởi Đoan Hùng cực kỳ ngon nhá. Thôi anh em mình vào trong này đi. Đói bụng chưa? Đói bụng chưa? Dạ, đói hả? Hôm nay mình ăn cơm ở nhà hàng Quỳnh Cá nhá. Ở đây là có những cái món mà đồ rừng kiểu đồ cơm bình dân thôi. Phú Thọ. Phú Thọ đặc sản là cái rau gì em biết không? Dạ, lấy rau sắn. Rau sắn hả? Đây mời mọi người lên trên. Anh đặt phòng rồi. Có trên rồi đúng không? Đây. Đấy. Nhắc đến Phú Thọ đây, mọi người đấy, nhìn thấy chưa? Có hai trái bưởi đấy. Cầm luôn cái đĩa bưởi lên. Rất là thơm luôn, ngửi thơm không? Đấy. Đi mời mọi người lên đây. Phòng 8 à? Cẩn thận kẻo trơn nhá. Từ đây mà chạy về chỗ Mao Đệ thì còn khoảng hơn 2 tiếng nữa các bạn ạ. Từ Đoan Hùng về đến Sơn Tây. À, đây rồi. Vô phòng VIP á. Phòng VIP á nha. VIP chưa? VIP. VIP quá anh ạ. Wow. Đây. Rất nhiều những món ngon. Mọi người vào đây. Đây là món... canh cá này, cá ngạnh này. Đấy, đây là canh cá ngạnh nấu với cá mẻ này anh em này. Đấy, thấy không? Mẻ nó cho thêm một chút cái lá tí tô vào ấy, nên là rất là thơm luôn. Đấy. Đây là cá gì đấy? Còn đây là cá chạch. Cá chạch kho để ăn cơm. Đấy, kho là kho với quả chám nha anh em nhé. Nhưng mà wow. Đây là cái cá nấu với rau sắn đây. Món này là món thực sự là đặc sản quê anh ấy mấy đứa. Này, nhìn thấy không? Đấy. Miếng cá luôn ăn cơm nha. Miếng cá cực kỳ ngon luôn này. Đấy. À, và đây là món cá chê đồng. Đấy, cá chê đồng nướng này. À, ốc biêu. Ốc nhồi, nhầm. Ốc nhồi anh em ạ. Ốc nhồi. Đấy. Còn đây là món ếch này. Đấy. Đấy, đây là món phải ếch không nhỉ? Ếch chiên. Còn ếch gà. Gà này, đấy, gà. Đấy anh em thấy không? Đấy, gà này, gà sáo này. Và đây là món lươn xào. Đấy. Và tôm sông chiên. À, bên kia là rau lang xào các bạn nhé. Món này là món gì? Món đây là cái món... chạch chuối đậu à? Chạch làn nấu chuối đậu. Đấy. Thôi mời tất cả các người đẹp vào đi. Vào vị trí chiến đấu. Ok. Ai? Ngồi đi em.
Dạ. Ấy lên đi, lên đi. Qua bên đây này, qua bên đây này. Mọi người bảo là nhặt nách kìa. Huyền là ngồi gần anh Hải là rất nguy hiểm, bởi vì anh lỡ tay một cái thôi là nhưng không sao, tự tin lên, đúng không? Đây. À. Ui vào đây. À, anh mà anh hỏi như này nhé. Thế bây giờ về gặp Mao Đệ, nếu mà anh Mao Đệ anh ngỏ ý là muốn em ở lại thì em có ở không? Dạ. Nếu mà để em suy nghĩ trước. Mình có cái giá mình được không? Dạ. Không đơn giản là tự dưng là đồng ý luôn đâu. À, rất uy tín. À, thế còn nhưng mà Mao Đệ là ít tuổi hơn mà. À, Mao Đệ là 2K. Các bạn ngồi luôn gần nhau đi. À, ngồi gần vào nhau đi. À, thế còn Út. Dạ. Út Mini. Dạ, sao? Nếu mà trong trường hợp mà ví dụ như là Huyền R mà nó chưa vào mắt ấy thì Út thấy ra. À, Út có người yêu rồi mà. Có người yêu. Người yêu của Út đâu đây. À, đây, bạn này chưa yêu mà. Đúng không? Đây là chỉ là người yêu cũ thôi. Đấy, rất nhiều người cứ hay hỏi bảo anh ơi, bé sao mà tiêu. Ừ, bé tiêu là người yêu cũ của Tài Tí Tẹo. Nhưng giờ trên tay rồi, vẫn yêu rồi, vẫn yêu tiếp mà. Nha. Đấy. Nào chia bát đi các bạn ơi, chia bát. À, chia bát ra đi. Này. Gọi người yêu lên chưa? Dạ, đang lên ạ. Ờ, bảo lên đi, nhanh lên. Giờ tuổi tác không quan trọng nữa. À, tuổi tác không quan trọng. Quan trọng là phải là đối xử tốt với nhau. Đấy, phải thông. Ở đây là có ba bé ngày mai là có sự lựa chọn cho Mao Đệ rồi. À. Không không. Còn đây là có ba bé thì sao lại lựa chọn cho Mao Đệ chị? Không, Mao Đệ được chọn một hai ba. Không, tụi em được chọn mấy người. Bây giờ Mao Đệ là chỉ có một thôi. Nên là bây giờ là mọi người là ba người là phải thể hiện hết sức hết tình cảm của mình để thổ lộ Mao Đệ nhá. Ok không? Nhưng mà Huyền hờ rê mà ngồi cả chân lên ghế cái này nhiều khả năng là đánh giá hạnh kiểm hơi kém. Mao Đệ là loại bây giờ này anh nghĩ là em ngồi lên quả bưởi đi chứ nó cao một tí. Nói đùa chứ bạn ấy thấp quá nên là ngồi sợ nó lọt thỏ mất. Nhìn thấy không thấy mặt đâu. Em ơi có cái gối không em? Có cái đệm gì cao cao cho bạn ấy ngồi lên không? Dạ được rồi. Có thêm cái ghế nhỏ nữa càng tốt. Đây bây giờ thì hôm nay các món đặc sản quê anh giới thiệu sơ bộ rồi. Đấy. Thì anh xin phép là lấy cho mỗi đứa một con cá nướng đi nhỉ. Cá nướng ăn trước nhá. Hai bạn một con à? Rồi. Hai bạn một con hay ba bạn này tùy. Huyền thì làm mình một con nhỉ? Em ăn cái đó là xong rồi. Ba bạn một con à? Thôi. Tôn trọng các bạn bởi vì là các bạn sẽ còn ăn nhiều món nữa. Đây. Đấy. Ba bạn một con. Ừ. Bên kia cho hai bạn là thanh niên bên kia. Rồi, hai tráng sĩ. Đây, anh đây. Rồi, cảm ơn. Hai lên đừng bắt lỗ nha. Nào, anh em mình rô cái nào. Anh sơ ta, cẩn thận đấy nhờ. Ê, cái này ok này. Tí bán luôn cho cái ghế nhá. Thôi không sao, cái này được rồi, không ghê cao quá. À, có đồ nghề chưa? Yeah. Một. Yeah. Một, yeah. Hai, ba, vô. Anh em mình trong phòng nó hơi ồn tí, mọi người thông cảm nhá. Đến ông hô nhá. Một, hai, ba, vô, xong rồi hai, ba, Mao Đệ, Mãi Đình. Ngon đấy. Đây là món nam cá chê nướng than hoa. Một cái thịt cá chỗ nướng than hoa rất là thơm. Nhưng mà mấy chị em ăn cẩn thận hấp nhá. Nhiều khi là đưa các em đi là cũng rất là lo luôn. Bình thường thì không sao nhưng mà ăn chẳng may cắm cái que xương vào mồm là hết hơi. Anh này có loại xương này là luôn ngay nè. Đó, đúng không? Nhưng mà sợ các em ăn uống hết sức cẩn thận nhá. Cứ cầm lên bỏ đũa ra mà cầm lên
Hôm nay là đi vào bản chỗ anh Nguyễn Tất Thắng ấy. À, thấy làng bản đấy có đẹp không? Cảnh có đẹp không? Đẹp. Ừ. Định là anh em sẽ bố trí là đi lên Đồng Văn Mèo Vạc, nhưng mà do là các bạn ấy cung đường nó vất vả quá nên là sẽ để lại lần sau. Nhưng mà cái đội này á, là nhìn này thôi nhưng mà cũng là ăn được ngủ được ấy. Lên xe là cái o o luôn. Nhất là bạn này này. Em xoay xe, em muốn xe. Thần nào anh thấy lên ngủ. Anh thấy cái này. Đúng không? Con gái không đi. Con gái không? Đeo khẩu trang vào không ai biết đâu chị. Ngáy dữ lắm. May là em em xoay xe, cứ lên xe là em muốn hút. May là em có chồng rồi chứ không là ế rồi dài. Được, ăn được không? Dạ, được. Mọi người ăn khỏe đấy nhá. Ăn để lấy sức. Tí, tí nữa mình còn phải di chuyển khoảng 2 tiếng nữa mới về nơi. 2 tiếng nữa. Ừ. Đi tìm mà lấy cho mình mà ngồi e cảm ơn. Sau này biết đâu bất ngờ nha. Dạ. Ừ. Nếu mà Huyền mà làm dâu còn này thì chị em mình đi đưa dâu hay là đón dâu là vui lắm đấy nhỉ. Ừ. Cái đâu anh, đâu nào gặp cái kết liền luôn. Anh thấy thiền giỏi. Cứ được thiền là mở hơi bị tuyệt vời. Ừ. Thiền quá giỏi. Nha, yeah, trong nhóm là giỏi nhất à? Trong nhóm là giỏi nhất à? Dạ. Ừ. Là sao anh hàng với chị? À. Ngân này dễ thương nha. Trong nhóm này bạn nào là nhóm chưa? Ai cũng vậy. Má mì. Đúng không? Dạ không. Ai cũng trưởng hết. Ai cũng trưởng hết là không thể nào là chịu làm phó à? Dạ. Câu lạc bộ, đây là chủ nhiệm câu lạc bộ. À, chủ nhiệm câu lạc bộ. Ừ. Thế là cho anh hỏi một chút này. Thế cái tiêu chí ấy, mà để vào câu lạc bộ mình là như nào em nhỉ? Dạ là dưới 30kg. Với lại là dưới 1m3. Dưới 30 cân. Dưới 3, ông kia mà không tập tập ăn. Mới vào là 30 kg. À, mới vào là 30 kg. À. Ông ba hơn 30 rồi. Chị này do cứ chị này nên là mới được ra ngoài lẻ vô. À. À. Thế là nếu mà cũng là 30 kg thôi gì? Nếu mà anh mà đi mà anh gặp bạn nào mà cùng cảnh ngộ như mình ấy thì anh sẽ đề xuất. Đấy, dưới 1m3. Nhưng mà bây giờ nhiều quá cho nên là thôi ạ. À thế à, không được rồi, thế thì anh cứ gửi cái CV hồ sơ cho các em tự duyệt. Nhưng mà duyệt đấy thì là bây giờ là em ạ, à, em các em duyệt ạ. Bạn nào là trực tiếp duyệt? À qua anh Phú nữa. À anh Phú phải xét ra. Hôm nào anh Phú là sinh năm tám mấy nhỉ? 85. À hôm nào bố trí cho anh vào giao lưu với anh Phú nhá. Anh ngưỡng mộ anh lắm. Ừ. À. Ờ ok. Các bạn ấy thưởng thức cái món à. Và đây là một trong những cái món mà ngày xưa em ạ, là anh lúc hồi còn nhỏ hay là suốt ngày anh rất mê cái món này. Lá rau sắn muối chua nấu với cả đầu canh cá nhá. Đây, mỗi người lấy một chút đi. Đây anh lấy nhiều ra đây xong rồi các bạn chia nhau nhá. Đây có đôi đũa quốc dân đây. Đưa cái đôi đũa quốc dân đây. Đấy. Đấy. Để lấy cho mọi người, em chia cho bạn đấy nhé. Em ăn nhé, em ăn đi. Nào, em gái nào. Đấy. Ok. Thử thế nào, thử rau sắn thế nào. Ừ, nó gắn hả? Ừ, nó gắn. Chua chua chua. Mà nó có vị ngọt anh nhỉ. Dưa dưa, cái sắn này người ta cho vào muối như cả muối dưa ấy. Ừ. Giống như là rau chua vậy. Có. Ừ. Ăn nó đỡ mén à. Đúng rồi. Anh em nào ăn cá thì lấy nhá. Đây các bạn ạ, cái này nấu với cả cá thì nó là chấm hết luôn. Em ra anh. Dạ. Đưa anh lấy nè. Đưa anh lấy cho, lấy cả đầu cá này. Lấy hẳn cái đầu cá xịn sò nhá. Chết. Sao để xịn sò đấy? Từ để kiếm một miếng thật to cho em. Đây, cái này ok chưa? Đưa anh cái bát đây. Chiến đi. Cảm ơn.
Chiến bùm bùm nhá. Chiến bùm bùm. Ừ. Bùm bùm. Đây, xin phép mời các bác chút. Chiến bùm bùm các bạn. Đây là cá sông các bạn. Chiến bùm bùm. À, mọi người các bạn này ăn lưu ý xương nhé. Dạ. À, với cái bộ nghiền của anh là nghiền hết cả xương. Ừ. Bộ của cháy. Hả? Cái gì? Sáng nay là bạn nào giữ chân mình ấy để mình trèo cái ghế nhỉ? Xong rồi quay lại hỏi là thế bố có chia đất cho con không? Nếu mà không chia mà chỉ lỡ mồm với nó mà không chia phát là nó thả chân mình luôn. Cắm mặt không hồ. Thế cùng có bắt được quả ghế nào không? Có bắt được nhiều chứ. Nhiều. Mỗi mà lấy là phải lấy riêng ra thế là phải lấy đủ hết. Không đủ mà đẩy xuống sông. Bộ đội này nguy hiểm lắm. Cẩn thận với cái đội này bố ạ. Không nhưng mà đừng gọi bằng bố. Đây nghĩ là con anh thôi để mai còn ra ngoài tắm gái. Gọi bằng bố hỏng hình luôn. Ừ, lấy đi, lấy rau đi. Ngọt quá anh em ạ. Nhưng mà nhóm hội của mình ấy, bây giờ tổng được ngoài những các em ra được nhiều không? Còn nhiều bạn. Có thêm ai nữa không? Số lượng 3 người. Còn 3 người. Thế chỉ cần hơn chục người rồi à? Dạ. 11 người, tổng 11 người. Ờ, năm bao nhiêu? 233. 2 trăm. Bé rồi Huyền. Ly bé bỏng. Ai? Ly bé bỏng. Ly bé bỏng. Chưa Dạ. Rồi. Canh sắn nó uy tín loại này mà. Chan với cơm thôi nhất người luôn. Anh còn cái canh gì bên đấy đó cho em biết. Canh mẻ. Ừ. Đây là cá om mẻ này. Anh hết cái đồ nước này trước cho nó. Mà em tập chua. Ấm bụng. Ừ. Đây gọi là cá ngạnh nấu mẻ nào. Không à? Ừ, bởi vì là đồ ăn thì các bạn cứ lấy cái gì thì lấy nhá. Đây có ếch, có tôm này, có chạch này. Bạn ăn tôm thì lấy tôm nhá. Ăn lươn này. Ăn lươn xong lươn lẹo. À, ăn lươn thôi lươn lẹo mà. Đây, mời anh em nhá. À, em là ai ăn cứ chủ động lấy nhá. Đây, mời nhà. Huyền ăn lươn nhá. Mẻ ở đây á, họ tự làm cái con mẻ luôn. Nên là các em yên tâm. Thứ nhất, thứ hai là nấu nhẹ nhàng lắm. Đây có chút mẻ cho dễ tiêu. Đấy. Đi ăn đi. Miếng nặng bằng nhau hết mà. Ăn đi xong rồi cho phát biểu cảm nghĩ nào. Cảm nhận của em về món cá như nào? Đây là món cá nấu mẻ. Cá ngạnh. Cho anh em ăn cá giống như là cá vậy. À. Quả quả phát biểu này hơi kinh điển. Nó ăn cá như cá luôn. Cảm nhận như cá. Cảm nhận như ăn cá. Uy tín uy tín. Cá lông bên lá lốt. Đấy là nó có cái hương vị thơm, chua nhẹ và thơm của lá lốt. Và cá nó sông nên là ăn nó ngọt thịt. Nó già, nó thịt cá nó dai, nó không bị bở. Không bị bở cá. Đủ các bạn mà. Riêng mọi người mà ai mà mệt mệt nó húp một bát nước canh cá này thì đúng là khỏe lại luôn. Có ăn được rau sắn không? Ăn ít rau sắn thôi. Tiếp trước, đi. Trước ở nhà Huyền là chuyên đi chăn bò đấy. À, em biết chăn bò á? À, hay quá. Biết làm tất cả mọi việc giúp bố mẹ. Nhưng mà mỗi việc chỉ làm được ít ít thôi. Nhẹ nhẹ nhàng. Làm một tí mình lại mệt đúng không? Thế không ở đây mà bạn nào trong nhóm này học là cao nhất? À. Em à? Hai bạn này. Tài học đến lớp bao nhiêu? Cao đẳng luôn. Hay quá. Thế còn em? Dạ, cao đẳng dược luôn. À, tuyệt vời nhỉ. Bán thuốc, mở phòng thuốc, bán thuốc. À. Tài tí tẹo này học anh biết nào gì không?
Cao đẳng công nghệ thông tin, đúng cái nghề của em đang chỉnh sửa video luôn đấy. Quá hay luôn. Anh ngày xưa học anh còn chẳng nhớ là anh học hết lớp 7 hay lớp 8 cơ. Hình như là hết lớp 8, đợt hôm nọ mình bảo hết lớp 7 không phải đâu. Hết lớp 8 mà sang lớp 9 thì con không nhớ, lâu quá rồi. Lâu quá rồi. Thế Huyền học hết lớp mấy? Huyền hết lớp 9 à? Nhưng mà nói chung là mình không cổ suý là các bạn làm bỏ học đâu, phải cố gắng là học cho nó thật giỏi. Ngày xưa mình vất vả thôi, đi đánh giày bán báo nên là kiểu ngày ấy cũng chưa ý thức được cái việc là cái học nó quan trọng, nên là cứ ra đường là kiếm được tiền phát là bỏ bê việc học hành. Đấy. Ngày đấy là bố mẹ đánh mãi còn trốn cơ. Đây, tiếp tục là anh em mình xơi món ếch đi. Ai ăn ếch nào? Đây, anh lấy đây nhá. À đây, quên cái đũa quốc dân đây, lấy ếch răng muối. Ui, quả cái con này to này. Em húp hết cái nước đi. Hay đổi cái nước ra đây. Đây, chơi hết con này nhá. À, mỗi bạn miếng ếch nào. Ai, cái đùi ếch này. Đấy. Lấy cái đùi cho các bạn. Ăn đi để tối kêu XO, XO. Hôm nay tối nay ấy, là anh sẽ đưa các bạn về dưới nhà anh em Tama TV chơi. Sau đấy thì ngày mai là sẽ giao lưu với Tam Mao. Rồi mấy đứa ví dụ như là thích thì sẽ chơi ở dưới đấy mấy hôm với cả anh em Tam Mao TV. Còn chiều ngày mai thì anh phải xin phép là anh trưa ngày mai là anh phải về để tối ngày mai là sinh nhật con trai anh. Hôm trước là có sinh nhật Hải Nhi các bạn ạ. Nên là mình không về được nên là bạn ấy hơi buồn. Nên là lần này là thôi cố gắng là sắp xếp về sinh nhật về cậu cả. Hay là mai chơi xong rồi phi lại phi lên đấy nhỉ? Dạ, lại. Dạ. Nhưng mà đi như này nhớ nhà chưa? Dạ, cũng nhớ rồi. Em đi cũng phải gần nửa tháng đó. Hơn. Từ bữa 28 Tây tới giờ. Không. 28 Tây mà hôm nay là 13, 14 rồi. 15 ngày rồi em. Là 15 ngày chắc nửa tháng. Nửa tháng. Nhưng mà mọi người còn có dự định gì? Chẳng hạn như là mình sẽ đi máy bay về hay đi tàu hỏa trải nghiệm? Tụi em chắc về đi tàu. À. Tại vì tụi em về Đắk Nông, còn các bạn thì về Kiên Giang, cho nên là đáp xuống Sài Gòn rồi. Sài Gòn là bắt xe về à? Dạ. Đấy, lịch trình sơ bộ của anh em mình sẽ như thế các bạn ạ. Nghe bọn em chắc phải tung tăng chắc. Anh chỉ có mỗi là chiều mai khoảng 3-4 ngày là anh ăn cơm với cả gia đình ở nhà. Còn sáng ngày hôm sau thì anh lại phải di chuyển về Nội Bài để anh bay Sài Gòn. Đây này, có món tôm sông. Đây anh em ơi. Ôi cái con tôm này ở đây răng. Ngon lắm, tôm sông ở đây là tôm sông. Tôm sông ở đây là đặc sản đấy. Mình được con tôm lộn ngon lắm. Cái đấy là mù tạt. Cẩn thận nó sặc nhá. Nào các bạn bên kia đưa chị lấy tôm đây nào. Đưa anh Hải lấy tôm. Đây này, cái tôm này ấy, nếu mà ăn theo kiểu ở dưới thế này ấy, là sẽ cuốn với cả cải. Sau đó chúng ta là chấm với cả mù tạt. Đó, đây. Đây là đi cùng các em nên là chỉ làm hai con tôm thôi. Chưa bình thường là mình làm phát là một vốc lên. Anh cứ làm một vốn nha. Hả? Cái chiến bùm bùm à? Dạ, anh chiến bùm bùm vậy. Ok. Ai ăn được cứ chiến nhá. Dạ. Có món tôm lăng xào tỏi nữa. Wow. Ếch ngon đúng không? Dạ. Chín nữa mình order một hộp để trên xe. Anh em ngồi trên xe ăn cho nó đỡ buồn mồm. Tuyệt vời quá các bạn ạ. Là đây là món lươn này. Đó. Lươn xào xả. Hải là em ơi, em ra ăn nhiệt tình nhá. Dạ. Đây mời anh em.
Còn đây cái lươn đồng. Rồi cái thịt lươn nó rất là dai. Đã no rồi ăn. Huyền ăn gì đâu mà no? Nôn nao gặp anh trăm năm. Không ăn thì. Nôn nao. Hay là bây giờ anh gọi điện khách tham gọi nói chuyện trước nhỉ? Để gặp cho nó bất ngờ. Thiên cơ là không thể lộ được. Lại ngày mai đầu mới gặp mà gái mới choáng ngợp luôn. Thiên cơ đếch để lộ. Mai mặc là mai mặc mini zip giống nọ nhá. Mai mặc đồ sexy nha. Bây giờ như này, mai là tất cả các người đẹp mặc đồ sexy để làm sao đấy, ai là có thể thu hút được anh Mao Đệ. Mao Đệ là có điệu cười mà kết hợp với cả Huyền Hờ Lê thì đúng là đây Huyền ơi, này làm một con này trước khi nghỉ phải ăn con này đó. À, đang ho không ăn ốc. Làm con ốc đi, con ốc ở đây nên người ta chặt đít rồi là sao ấy. Này cho các bạn bên kia hiểu. Que này. Ông ơi. Cái mùa này nó có con à? Không. Mùa này ông nó béo. Có nhiều nơi người ta cứ chặt cái đít này ấy. Nó lại dở cái là cái này nó vỡ nó hay rơi vào đâu đó. Đúng rồi, ăn lưu ý. Nhưng mà nhiều khi người ta chặt ra thì nó lại ngấm cái gia vị ấy, ngon. À với lại là nó cả con nhá. Con không? Có con. Em chỉ ăn phần đầu, em không ăn phần con. Nó bị sạn. Mọi người ăn uống rất là nhẹ nhàng. Nên là ở đây là toàn thấy mình ăn thì các bạn ạ. Không sao, anh ăn thoải mái. À nhưng mà anh lại mắc cái bệnh là hay ngại đấy. À, thôi anh đừng ngại. Ở đây có cái nước chấm ốc cực kỳ ngon này, chuẩn chấm ốc luôn. Cái vị này mình ăn như ở chỗ Đinh Liệt đấy các bạn ạ. Phố cổ Đinh Liệt Hà Nội á. Anh Hào anh hay ăn tại đây ăn ốc ở đấy. Các bạn nào ăn ốc nữa đưa anh đưa quay cho bạn Khèo kìa. Khánh đúng không? Ăn ốc đi, ăn ốc không? À, ăn ốc đi rồi không sợ ấy đâu. Cùng lắm ấy. Ở đây còn bát ấy anh à. Cá đơn lấu với cả ấy này. Chuối đậu. Còn nhờ. Anh Hải đi em lấy bát này cho. Chưa. Này đây. À, đây. Này, chạch om chuối đậu này. Ngon chưa? Wow. Dẫn. Mọi người biết ở Phú Thọ này là có cái gì đặc biệt không? Ở đây có ai biết là ở Phú Thọ có một cái đền rất là nổi tiếng? Không ai biết? Nhé, yeah, ok. Ê, à, chuẩn luôn. Yeah. Nào, bạn nào ăn nữa chị đấy cho nào. Ở đây là có đền Hùng này. Rất là nổi tiếng. Đền Hùng, đền Mẫu Cơ. Nha. Yeah. À, dù ai đi ngược về xuôi. Câu gì nữa? Nhớ ngày dỗ tổ, mùng 10 tháng 3 đó. Mùng 10 tháng 3 ra anh đón nhá. Đi đền Hùng nhá. Ủa. Ngon thế nhỉ? Mày thích ăn lươn à? À, thích ăn lươn nói chuyện nó được à? Này. Nhưng mà anh bảo này, em phải làm một bát. Người yêu cũ là rất là hiểu luôn. Con chuối đậu à? Nhà chị. Đây là cá chạch đúng không? Nấu cá chạch ngon. Ngon này. Cái gì chị cho một ít mẻ mẻ vào. Nó hơi chua chua nhẹ nhẹ. Tuyệt vời các bạn, ngon. Thiếu độ lươn à? Rồi.
Ngon lắm. Thế có cái cơm cháy à? Chị ăn thịt gà với cả cá kho à? Đúng rồi. Lấy cơm nóng cho mọi người ăn. Mới có cơm nóng. Ôi hôm nay mình đúng là kiểu hôm trước thì mỗi lần mày đi qua đấy là thường hay vào quán này ăn. Quán này là còn có rất nhiều những cái đồ mà nhìn rất là dân dã nhưng mà ăn cực kỳ là ngon. Đây bạn nào ăn cơm thì đưa mình đấy nha. Ôi thoải mái luôn này, nhiều lắm, chục bát luôn. Em ăn cơm không? Hải làm ăn cơm. Khó chứ, ăn cơm chứ. Rồi, cho ăn cơm. Hôm nay là đi vào bảng là mổ lợn. Nhưng mà lúc ấy mình ăn không được nhiều lắm nên là hơi đói. À em ăn cơm cháy đúng không? Đây đổi cho Huyền cái bát khác đi. Cho em nhưng mà răng còn nhai được không? Nhai được chứ, nhai khỏe luôn ấy. Đây con này là con chạch chấu à. Đây này các bạn này. Mình lấy cho các bạn xem chạch chấu ấy. Đấy mà ăn cơm thì nếu mà bạn nào mà không làm con chạch chấu này là ăn cơm là quá là uổng luôn đấy. Có ai ăn không để anh lấy cho nào. Nghe chừng thôi, mình chủ động thôi các bạn ạ. Đây anh em nhá. Nó béo hả? Nhìn anh ăn no luôn á. Nhưng mà cái chạch ở đây ấy, cực kỳ là béo luôn. Mà các bạn biết kho với cái gì không? Kho với tương. Ở đây là có tương Làng Bợ nổi tiếng á. Vậy à? Vậy ở đây ấy, họ cho một vài quả chám mà. Đấy, nên là nó không đây, có cái vị tanh. Đấy. Các bạn thưởng thức quả chám. Mình ăn quả chám này nó bùi ấy. Đấy. Cho ít ăn miếng riềng nữa. Ở đây có cả riềng này. Đây. Đây chám đây ạ, chám đây. Đây. Này. Đây. Đây chị lắp cho. Đây. 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 Ăn thử quả chám đi. Ăn đi cho nó chám nhá. Nhớ là quả chám chứ không phải là quả chán đâu nhá. Hôm trước á mọi người bảo quả cọ là quả gì nhỉ? Quả cau đen. À. Người bảo quả cau đen, người bảo quả chám. Ăn. Này. Sủa. Cái gì? Hoan không được à? Không quen quả chám đúng không? Ăn cái con chạch chấu này mình cảm giác như là ăn con cá heo ở miền Tây ấy. Cá heo kho nó béo. Mùi nó như thế của chám. Cái mùi tương nó không quen mùi tương đúng không? Ngon quá anh em ạ. Ê, mà cứ ngồi cười cái đồ này. Ăn khỏe vào. Cười ít thôi. Ngon quá. Bây giờ ra cái này mình ăn chắc là nổ bụng lên. Sướng. Đây rau muống nhá. Rau muống này mà bác nào mà ở dưới quê ấy mà nhúng với cả chấm với cả tương này, tương kho cá này là ngon thôi rồi luôn. Ngon. Nghe bắt cơm nữa.
Thế nếu ngày trước mà được kết nạp vào rồi mà bây giờ tự nhiên lại béo lên 35-40 cân thì như nào? Có bị loại khỏi không? Không, không, không bị loại lắm. Đã được kết nạp vào rồi thì 80 cân nó bình thường mà. À. À. Có phải có quy định như đúng không? Ừ, nào. Vừa trồng chanh vừa trồng ra. Ui, ngọt thế. Ở đây cái nồi kho này họ cho thêm ít ớt nữa. Vâng. Hơi cay tê tê, rơm rang cái lưỡi luôn. Cái vị chủ quán này nói là bảo toàn đặt chẩm chéo ở bên chị ấy. Ăn quen là nghiện. Ngày mai là Mạo Đệ sắp xếp là xuống đây anh em mình sẽ đi câu cá, bắt vịt. Đấy. Tối nay là anh em mà phân công ai bắt vịt, ai câu cá. Nhưng mà cá nhà Mạo Đệ to hết đấy, con 15-20 cân đấy. Anh sợ là nếu mà Tầm Huyền cầm gần câu là nhiều khả năng nó lôi hơn. Tôi ăn bắt vịt đi. Bắt con vịt cũng 3-4 cân đấy. À, đây là có món gà này các bạn này. Đấy, gà sáo này. Em đảo cái gà lên cho mọi người xem. Gà rất ngon luôn. Này, thấy không? Anh để cho em miếng gà, miếng cơm cho nó vừa. Đây, em lấy cho. Cái đùi này. 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 Xin nhá. À? Trời ơi, lấy gì ba miếng này. Ở đây, nhiều khi là anh em nhìn thấy gà to này, đấy. Nhưng mà tí nữa là hết luôn đấy. Mọi người cứ chiến đi nhá. Dạ, dạ. Em ăn cái gì thì anh lấy nào. Chị ơi cho em xin miếng chuối. À, ăn chuối cho nó bổ chuối. Dạ. Ừ. Thích ăn chuối nào. Dạ, chuối nhá chị nhá. À, cái chuối à. Dạ. Đúng là gà, đây là gà chạy bộ ấy, nó dai. Ngon quá. Ngon. Anh ấy mắc một cái tính hơi xấu là khi mà anh đói ấy, này phải tập trung ăn cho nó no đã. Ừ. Đói hay cáo bình lắm. May là cái nhà hàng này là mình điện trước họ chuẩn bị. À, tối nay chúng ta chỉ còn đúng một là tối nay là hàn huyên rồi đấy. Ngày mai là chia tay thôi, buồn quá. Nghĩ đến là vừa mới chia tay anh Max xong chia tay team. Chứ đi cùng với nhau mấy hôm đang quen. Ờ. Buồn quá, làm miếng nữa. Về nhà thỉnh thoảng mà lên nai cái thứ nhớ mặc bộ váy đấy để cho chị nhìn đỡ nhớ nhá. Chắc ngày nào mặc cái gì. Nếu em về miền Tây mà em mặc cái bộ đấy thì chắc nhiều đi chợ nhiều người nhìn lắm á. Dạ. Ở trong đấy không có bộ trang phục đấy đâu. Hôm nọ có một bác bảo làm em Tuyên ơi có thể là mua hộ hai bộ cho cháu của bác được không? Không, không anh ăn mấy bát cơm rồi nhỉ? Không biết sai. Dạ một bát, hai bát nữa đi. Làm bát nữa đi. Dạ. Buổi tối thì, lúc mà tập luyện cả thầy lực sĩ Phạm Mách thầy luôn luôn bảo là buổi tối thì hạn chế ăn ít cơm. Nhưng mà may thầy về rồi, thầy làm thêm bát nữa. Thầy về là bỏ khanh. Rồi. Mình khoái ít đây, canh rau sắn này anh em. Nước với cả rau nữa. Nếu mà ai đã từng ăn canh cá rau sắn rồi thì cho Hải một cảm nhận nhé. Xem là canh cá rau sắn các bạn ăn sẽ cảm thấy nó như thế nào. Đối với mình nó là cả một cái tuổi thơ luôn đấy các bạn. Ngon lắm. Đây là rau khoai mì đấy. Ừ, thôi nấu từng nấu món này rồi. Nhưng mà có muối chua không? Dạ không. Ở miền Nam là hay xào cho nó xoăn lại đúng không? Nhưng nó có bị chát không? À hôm nào anh chị mà vào đấy chơi, anh chị muốn là
muốn các em là đi chợ xong rồi là tự nấu ăn cho anh chị ăn thưởng thức xem là đồ ăn của em nấu ăn ngon không. Ăn được chứ, đồ miền Tây mắm ấy chị ăn được hết mà. À, về miền Tây ăn lẩu mắm ấy nhỉ? Và mùa nước nổi ấy nhỉ, cá lẩu mắm cá linh ấy ngon lắm. Huyền nấu món tủ là món gì ngon nhất? Món gì cũng biết nấu mà không biết hai anh chị có ăn được hay không. Ừ. Món gì cũng nấu được nhưng mà vấn đề ăn được hay không là chuyện khác. Món tủ ừ. Thế cái bếp trong đấy thì bọn em kê đặt thì đặt kiểu gì? Leo ghế, leo lên ngồi trên bếp, ngồi trên bếp, ngồi bếp nấu rồi. À. Như con chuột kia thì để qua chỗ này nhá. À, ngồi trên bếp nấu luôn đúng không? Ăn mạnh lên. Đứa nào bảo thích ăn ếch đâu? Bụp đi. Rửa bát thì phân công nhau, chia nhau ra. Nó ở một chung cư à hay là ở một nhà riêng? Nhà, nhà của nhà Út. Riêng của Út mini luôn. Ừ. Là chỉ có mỗi mấy tụi em ở hả? À. Mấy anh em cái nhà mà có mấy đại tiếng ngon nữa. Vui nhỉ. À ok em. Ừ. Nhất định rồi. Em ăn thêm gà đâu em. Ngon quá. Đây. À ok. À cho anh gửi lời chào mẹ nhé. Ừ. À, em Cà Mau à? Nghe nói Cà Mau xa lắm. Ở Tân Quế. Trước mình về Cà Mau á, có một món mà mình rất thích. Đó là con bề bề. Ở Cà Mau có con bề bề. Bề bề to nhỉ? Bề bề biết con gì không? Là tôm tít này. Tôm tít. Ui dồi ôi, ngon lắm mà nó to. Anh nhớ là anh ăn ở cái nhà hàng Hoàng Hôn này. Cái nhà con nó phải to như này này. Ba đầu ngón tay. Mà người ta đi bắt luôn đấy. Cái chỗ mà giáp biển đấy. À, người ăn khỏe đấy, trời ơi. Người ăn xong rồi lấy cái bưởi cho các bạn ăn. À. Bưởi đây, đây này. Các bạn, một bưởi nhá. Ăn thử bưởi ở quê hương anh Hải em nào. Mình thôi. Mặc dù đói lắm nhưng mà muốn ăn được thêm nhưng mà thôi cố. Bây giờ nghĩ đến thầy Mách nhá. Nhớ những lúc mà đang như này nên là thôi. À mà mình hôm nay là mới thấy chú Việt Thảo nhắn tin bảo chú đang trên đường từ máy bay đáp về Việt Nam rồi các bạn ạ. Đấy nên là vừa mới nhắn tin mà nhắn lại thì lại không thấy chú. Thế hay về cùng đợt của anh chị Phúc Thảo. Anh Phúc Thảo về trước hơn một hôm sao? Nên là tới đây là có thể là sẽ giao lưu cùng đón với cả đấy, chú anh chị em chú Việt Thảo nha các bạn nhé. Mỗi bạn làm mối đi. Ngon. Hả? Cái gì? Nào, dê nào, dê nào. 1, 2, 3 dê. Về là nhớ lắm luôn đấy nhỉ. Mọi người ăn cái bưởi này xong rồi cho phát biểu cảm nghĩ nào. Ngọt nhiều nước. Thanh đúng không? Ngọt thanh đúng không? Em nhìn nó trắng trắng tưởng nó chua mà. À đấy. Làm lúc là cuộc đời là mình nhìn nó tưởng nó thế mà thực ra nó không phải. Nhìn nó không ngon nhưng mà nó ngon không tưởng. Đúng không? Nhưng bây giờ đang đi cùng các bạn này là cứ ngày nào lúc nào cũng cười các bạn ạ, vui. Đấy bây giờ là xa cũng hơi buồn đấy. Ngày mai phải chuẩn bị khăn giấy nhá. Wasabi chứ, wasabi chứ. Nào, mắt. Thôi hôm nay thì có khi là anh em mình cũng xin phép kết thúc video ở đây. Cảm ơn tất cả bạn rất nhiều. Nếu mà các bạn nào mà chưa đăng ký cho các kênh ở đây thì hãy đăng ký. Chẳng hạn như kênh Bé Hạt Tiêu. Bé Hạt Tiêu. Tài Tuy Tẹo. Cười Hà Lê. Úc Mini. Cô Chủ Nhỏ. Vợ Chồng Bé Bỏng. Đấy. Đang ăn một miếng mà vẫn Út Mini được hay hết. Và đặc biệt là các bạn đừng quên subscribe cho kênh Vợ Hải Sapa TV. Sau đây mình cũng xin phép kết thúc video đây. Cảm ơn tất cả bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn tất cả bạn vào những video tiếp theo của anh em mình nhá. Tạm biệt cả nhà. Bye bye.
hoài này là có những cái cảnh như này đấy.